Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục với con iWin anh em ơi. Đây là một con game bài đổi thưởng khá là uy tín nha. Thì bữa nay chúng ta vẫn tiếp tục món đầu tiên chúng ta chơi cho là tài xỉu đi anh em ơi. Để xem cầu kỳ nó như thế nào rồi mình triển khai anh em. Bữa nay thì cửa nhà họ đang sửa nhà đang khá ồn nên có thể thông cảm cho mình tí về âm thanh nha. Cầu này thì đã khá là dễ nha. Gai gì đến đó thôi, cầu ngắn, cầu là bệt ngắn nha, bệt ngắn nhưng vẫn có thể ăn nha, mà là gai gì đến đó cho nó lẹ nha. Xem coi, thôi rồi giờ chúng ta cây nha, đánh như thế này vậy được chúng ta chịu rồi, 556 556 556 phải theo công thức thôi ha, phải đánh chiến tài thôi. Phải đánh chiến tài một củ thôi, nhưng mà đánh theo chiến xỉu nó thì lại nghịch công thức cái này đúng không? Chiến nghĩ xem như thế nào em ơi. Hấp nè, được đấy, ăn được rồi, có lãi rồi nè, 553 vẫn giữ theo công thức nha, ba mặt lẻ chiến tài tiếp nè. Vốn này thì 5 triệu thì đây là cách đi tiền của vốn 5 triệu nè. Anh em nào mà vốn nhỏ thì sẽ xem video nhỏ của mình nha, ở tầm 2 củ có thể xem video ngày hôm qua nha. Đánh đi vốn là phải là quan trọng lắm nè, tư duy đó. Cái lối đi vốn rất quan trọng. Hấp này anh em ơi, 641 nha, 641 thì có hai mặt số chẵn, đương nhiên phải đánh chén xỉu cho mình 500k nha. Khá là đơn giản thôi, không thể nào mà bẻ được hết, phải theo công thức từ đầu đến cuối luôn nè, ăn được thì chúng ta mới có lãi nha, phải chơi đúng thì chúng ta mới có tự tin là cơ may mà có lãi đi về nha nè, đúng không? Cứ đánh nghịch công thức thì kiểu này cũng toang thôi. 135 13 134 này mày nhầm nha, hai mặt lẻ nha, hai mặt lẻ này mình phải đánh chiến tài thôi, 500k tiếp à. Vào hồi nãy giờ mình cũng lãi được là ba tay liên tục như này. Nói chung là con iWin này cầu đi cũng khá là ổn nha, dễ chơi đấy nè, thấy nó khá là dễ chơi. Rồi hấp 11 nè em ơi, chuẩn luôn nè, 551 nha, ba mặt lẻ anh em vẫn giữ tiếp tục chiến tài cho mình nha. Bữa nay vô ăn được 4 tay thông anh em ơi, lãi hơn gần hai củ, được một củ chín nè, trừ thế cược ra thì cũng còn được một củ chín nha. Thế này quá ổn rồi, chơi mới được có 3 phút mẹ nó bữa nay khá ồn, phải liền cây vẫn hấp nè, tại thứ năm nha, ngon rồi đấy, tại thứ năm mình thông rồi đây nè mày, tại 16 luôn, tại 16 ba mặt chẵn như thế này là phải đánh chén xỉu thôi. Vừa rồi thì mình cũng chơi công thức này bên Kawin anh em, mới sáng nay thì đã gãy hết 5 củ, quá cây, 2 củ chứ, có 2 củ anh em cũng sao, hoặc ngay win thì chơi rõ đây được ổn rồi nè mày, rồi gãy rồi nè mày, 246 à, 246 về tài 12 không sao nhá, vẫn có thể chiến được nè, tài 12 246 vẫn giữ được chiến xỉu mà, gấp lên một củ luôn, một củ là hợp lệ luôn nè mày đúng không, phải một củ thôi, trả tiền ôi vãi liền em ơi, xỉu chín luôn em ơi, ngon vãi liền, bị trả một củ cây vãi đấy này, cây phải nói là phải cây kinh khủng rồi em ơi, cây xỉu chín đẹp vãi luôn đấy, biết hài luôn nha, mất hết một củ đen, tay ăn bị trả tiền tức lắm em ơi, má chưa tay sao quýnh lại gãy nha, trời ơi em thôi chốt lãi xong rồi em ơi, mẹ nó cây rồi, cây của anh liền thế này, 1,9 triệu luôn, dán xỉu á, phải đánh hết số tiền lãi thôi, nhồi thêm củ nữa nha, đẹp nè, đẹp ở đây nè mày, đẹp luôn rồi đấy anh em ơi, hai củ bảy rồi đấy anh em ơi,
rồi nghỉ luôn, chốt người ta đó là mình đang nghỉ nè, không có chơi nữa nha. Chơi nữa là kiểu như cũng toàn. Hẹn gặp lại tất cả những video sau nha. Video hôm nay được kết thúc, chúc anh em thật nhiều may mắn nha.